Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đánh giá tới anh chị em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe. Và chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập Aquanaut dành cho nữ giới. Đây là một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt và với một cái tên rất là mỹ miều, Luce Home Jewelry, mang mã hiệu là 5072. Chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này anh chị em nhé. Như anh chị em đã biết thì Patek Philippe có hai bộ sưu tập luxury smartwatch, đó chính là Nautilus và Aquanaut. Thì Aquanaut là một bộ sưu tập gọi là người em của Nautilus, và bộ sưu tập này ra đời hiện tại đến bây giờ cũng chỉ với khoảng hơn 40 năm thôi. Tuy nhiên là nó đã gặt hái rất là nhiều thành công. Chúng ta sẽ thấy được Hublot là một thương hiệu rất là nổi tiếng với những chiếc đồng hồ với dây đeo cao su. Tuy nhiên là bộ sưu tập Aquanaut của Patek Philippe này đã sử dụng dây đeo cao su từ khoảng 40 năm trước rồi. Đó. Sau đây thì chúng ta cùng điểm qua những cái thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ dành cho nữ, và chúng ta có thể thấy được những cái điểm ấn tượng nhất và bắt mắt nhất trên chiếc đồng hồ này, đó chính là kim cương baguette thì rất là lớn, rất là bự đúng không ạ? Thì cái vành bezel của chiếc đồng hồ này là vành kim cương baguette với tổng trọng lượng khoảng gần 2,8 carat với 40 viên kim cương, được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, cái độ hoàn thiện rất là tỉ mỉ với chất lượng kim cương cao, không hổ danh là Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này có đường kính là 35,6mm và dày chưa đến 9mm. Lớp vỏ chiếc đồng hồ này được làm từ vàng hồng, pink gold. Chúng ta có thể thấy được ở phần hông của chiếc đồng hồ này là được hoàn thiện chảy xước. Đi nhanh ở phần này thôi, bởi vì chị em khi mà xem đến những video này thì chỉ quan tâm là chiếc đồng hồ này có nhiều kim cương không, giá trị của nó là bao nhiêu. Tuy nhiên là tôi có điểm qua một chút về thông số kỹ thuật là như vậy. Chiếc đồng hồ hiếm hoi dành cho nữ được sử dụng khung máy 324, một khung máy tự động phổ thông đến từ Patek Philippe với rotor vàng hồng, hoàn thiện đẹp mắt, thời lượng cót khoảng tầm hơn 50 tiếng. Đó. Về mặt số chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy được là hãng vẫn giữ nguyên DNA của bộ sưu tập, từ cặp số Ả Rập này, bộ kim này, đến phần nền của mặt số. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt ở trên mặt số này đó chính là nền mặt số được làm từ mặt ốc và những cái cọc số là được nạm kim cương. Đây là một cái phiên bản nâng cấp và có một cái vị trí cao rất nhiều so với những cái phiên bản phổ thông là 5067. Đó là về mặt số chiếc đồng hồ này. Vậy thì kim cương còn ở đâu ở trên chiếc đồng hồ này nữa không? Và đây là một cái phần mà tôi thấy khá là đặc biệt. Đó chính là có 10 viên kim cương dạng baguette được nạm ở khóa của chiếc đồng hồ này. Giá retail của chiếc đồng hồ này có mức giá khoảng 96.000 USD, dưới 100.000. Tuy nhiên là cái mức giá để sở hữu chiếc đồng hồ này hiện tại, với nếu như chúng ta không mua được hãng, thì ở giá market price là khoảng trên dưới 130.000 USD. Nếu như mà anh chị em mua được chiếc đồng hồ này cách đây khoảng 2 năm thì hiện tại một chiếc đồng hồ lướt cho chiếc 5072 này cũng đã có giá cao hơn cái giá retail rồi. Đó, xin chúc mừng những anh chị em đã sở hữu chiếc đồng hồ này cách đây khoảng 2 năm. Và cuối video này thì tôi sẽ đề cập một chút về cái tên rất là mỹ miều của chiếc đồng hồ này. Tên của chiếc đồng hồ này theo như hãng đặt ra đó chính là Luce Home Jewelry. Theo như tôi tìm hiểu thì Luce tiếng Ý đó là lấp lánh, còn Home Jewelry nói là đỉnh cao của kim hoàn, kiểu như vậy. Đó, thì anh chị em có suy nghĩ như thế nào về một chiếc đồng hồ đỉnh cao của kim hoàn dành cho nữ 5072 này với cái tone chính là màu be? Thì chúng ta hãy cùng comment ở phía dưới video này anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo.